Đồng hồ cổ Vang Vọng xin kính chào các bác. Hôm nay đồng hồ cổ Vang Vọng sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ 3 tạ loại treo tường đến từ Đức. Nhìn trực diện thì ta có thể thấy ngay trên mặt đồng hồ này có thiết kế rất là đẹp mắt, tại vì đây là một bức tranh vẽ thủ công rất là đẹp, hình phong thủy hữu tình ở đây, sông nước nhé, đó, và có cối xay gió. Mặt là mặt số La Mã, phía sau lớp kính này, vỏ thùng gỗ sồi nhập Tây và được sản xuất tại Đức luôn. Chạm trổ rất là tinh vi và đẹp mắt. Kính này, bên trên có các cái chi tiết song điện bằng đồng như thế này, tạo thêm cái điểm nhấn cho chiếc đồng hồ này. Đó. Quay xa ra để các bác nhìn này. Kích thước tổng thể từ dưới đáy này lên đến trên này là hơn 90 phân nhé, và bề ngang là khoảng 30 phân ạ. Quả lắc này 3 tạ, chạy được 1 tuần, và cứ hết 1 tuần thì chúng ta sẽ lên tạ như thế này. Đó. Lên 3 quả tạ như thế này, 3 quả tạ này là bằng đồng, vàng ươm luôn. Rồi em sẽ tiến hành thử chuông này. Phần này ta có thể tháo ra như thế này. Đây là có hiển thị trăng sao nhá, hiển thị ngày trăng lên đấy ạ. Đây, nó sẽ quay theo đúng cái ngày của nó. Nhìn máy móc bên trong này, máy rất là đẹp, còn vàng ươm luôn như mới ạ. Sử dụng 8 côn thép chơi bản nhạc Westminster. Sau 45 phút cần búa còn rất là thẳng này, củ gông đây này. Đó. Máy đẹp xuất sắc luôn, vàng ươm, nhìn từ trên xuống này. Chiếc vỏ này thì là càng nhìn càng đẹp, nổi vân cực kỳ tự nhiên. Đây, côn dài dài xuống, thò xuống hẳn đến dưới luôn này. Đó. Mặt tranh vẽ này rất là chi tiết, sắc sảo. Xin tiến hành nắp cái này lên đã. Ta sẽ lắp nó lên như thế này. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.